phán Triệu Lộ Tư và Ngô Lộ Khả Đào gây chiến vì tin đồn tái hợp Ngô Lỗi. Người hâm mộ của Triệu Lộ Tư và Ngô Lộ Khả Đào đại chiến vì dự án phim Anh Đào Cổ Phách. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi từng hợp tác ăn ý trong phim cổ trang Tinh Hàn Sán Lạn. Tác phẩm này thành công đã giúp cả hai gia tăng rất nhiều fan cover. Sau Tinh Hàn Sán Lạn, cặp đôi được đồn đoán sẽ tái hợp trong một dự án mới. Gần đây, trên mạng xôn xao trước tin đồn cả hai tiếp tục đóng chung trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Anh Đào Cổ Phách do chính họ Dương Quang sản xuất. Fan cover Ngô Lộ Khả Đào rất hào hứng với thông tin trên. Nhưng họ vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị người hâm mộ của Triệu Lộ Tư tạt gáo nước lạnh. Theo đó, đại phán của nữ diễn viên cho biết cô không hề tham gia Anh Đào Cổ Phách. Bên cạnh đó, người này còn nhấn mạnh từ trước tới giờ Triệu Lộ Tư chưa từng tiếp xúc qua nên đừng kéo cô vào nữa. Phát biểu nêu trên đã gây bất ngờ lớn đối với cư dân mạng. Bởi lẽ, các dự án của chính họ đều rất chất lượng và thu hút sự chú ý của đông đảo diễn viên. Nhưng sang đến Anh Đào Cổ Phách, công ty này lại bị mắng là bám dính, cọ nhiệt một tiểu hoa 95. Trước sự tranh cãi của công chúng, phán Triệu Lộ Tư thanh minh rằng người mà đại phán mắng không phải chính họ mà là phán cover Ngô Lộ Khả Đào. Thậm chí, người hâm mộ còn nhận xét phán cover là những người bám dính lấy dự án và khiến nữ diễn viên bị liên lụy. Nhưng sau đó, phán cover phát hiện đại phán của người đẹp họ Triệu từng ghé thăm siêu thoại phim Anh Đào Cổ Phách. Đồng thời, trên trang cá nhân của người hâm mộ Triệu Lộ Tư còn công khai chê các tác phẩm do chính họ sản xuất. Vì thế, hai bên nói qua nói lại, đầu tố lẫn nhau. Một số người còn để lại bình luận muốn Anh Đào Cổ Phách thất bại, ai lấy Triệu Lộ Tư tạo nhiệt thì dự án của người ấy cũng sẽ khó bạo. Đáng nói, chủ tịch của Dương Quang chính họ là nhà sản xuất nổi tiếng Hầu Hồng Lượng. Chỉ từ một tin đồn trên mạng, ông đã vô tình bị kéo vào ồn ào không đáng có. Đồng thời, lùm xùm này còn khiến hình ảnh của Triệu Lộ Tư và phán kém đi trong mắt công chúng.